chào mừng đến với lớp học. Các em bé này đã lớn, hãy cùng gặp Holly và Kelly. Các cô gái này đang làm bài kiểm tra, thầy sẽ trở lại sớm thôi. Nè, cho tớ chép với. Nếu thầy Jack quay lại thì phải làm sao? Đừng lo mà, tớ sẽ giữ cửa cho ha. Các em, mở cửa ra coi, thầy không thể vào được. Nhanh lên đi, mình không thể giữ thầy ấy thêm được nữa. Wow, nhìn cô nàng ấy kìa, và cả mái tóc nữa. Tuyệt vời quá. Cơ hội đến rồi đây. Mình sẽ hất tóc để tạo ấn tượng với cậu ấy. Cậu ổn chứ? Wow. Mình sẽ ghẹo Holly một chút nha. Tiết học kết thúc rồi, tạm biệt các em. Chào các cậu nha. Tạm biệt Kelly. Bàn của mình. Mấy đứa nhỏ ngày nay, chừng này đủ chứ? Có cái gì đó mắc trên tóc của cậu kìa. Kelly sao? Thật là ngạc nhiên mà. Ở đây lạnh quá đi. Mình nên đóng cửa sổ lại thôi. Không cần đâu, mình sẽ đóng giúp cậu mà không cần phải đứng lên. Nhìn nè, à phát thôi. Wow, cậu tham gia chương trình tìm kiếm tài năng được đó nha. Wow, chú cún này đáng yêu quá à. Không được mang thú cưng vào trong lớp học. Mang bé cún ấy đi ra đi. Đừng mà thầy chết. Mình có ý kiến này nè. Là gì thế? Chú cún rất thích tấm thảm mềm mại này. Các em à, tập trung nào. Cuối cùng thì món tráng miệng đã ra. Cái gì thế này? Đầu bếp, có cọng tóc trên đĩa bánh của tôi nè. Không thể tin được. Chúng ta sẽ sớm tìm ra thôi. À ha, tóc của cô rơi trên đĩa bánh của tôi nè. À, tôi xin lỗi nha. Này anh chàng đẹp trai, đưa mình điện thoại cậu nào. Trả điện thoại lại cho cậu ấy nào anh bạn. Nếu mình không trả thì sao? Được thôi. Đợi một lát nha. Cây gậy đây rồi. Cậu muốn gì hả? Không có gì, cầm lấy điện thoại của cậu nè. Cậu luôn đem theo gậy bên người hả? Không được gian lận đó. Thầy sẽ quan sát các em. Thầy ấy nhất định sẽ không biết mình gian lận đâu ha. Em đang liếc nhìn cái gì đó. Có phải tài liệu không hả? Tất nhiên là không rồi ạ. Để thầy xem. Mình ngã mất thôi. Đây là đâu đây? Cứu với. Cứu. Mình không tìm thấy gì cả. Holly, đó là tài liệu của em phải không? Dạ không ạ. Mình sẽ giống như Holly. Holly, đây không phải là ý hay đâu nha em. Đây là nhà văn người Anh. Là vua Stephen phải không ạ? Không, ông ấy là người Mỹ. Mình không hiểu lắm. Mình biết phải làm gì rồi. Shakespeare phải không ạ? Xịt thêm nhiều keo tạo kiểu cho tóc nè. Cây thước tạo từ tóc là một ý kiến hay đó chứ. Shakespeare đã viết tác phẩm Hamlet. Bây giờ mình đã hiểu rồi. Xin chào. Mình muốn tạo kiểu tóc đặc biệt. Thật độc đáo vào nha. Không cần nói nhiều đâu. Bắt đầu thôi nào. Nhà tạo mẫu tóc này thật sự là một chuyên gia. Bộ tóc này làm xong chưa đến 3 tiếng đồng hồ nữa là. Wow, chiếc váy làm từ tóc này tuyệt quá đi thôi. Mình trang điểm xong rồi. Giờ mình sẽ tạo kiểu tóc. Thắt bím nè. Không, mình sẽ cột hết lên. Trông ổn hơn nè. Ô không, có cọng tóc lòi ra. Mình phải chải lại thôi. Vẫn không được. Mình sẽ xử lý cậu nha. Cậu không muốn mọi chuyện xử lý êm xuôi ư? Mình sẽ làm theo cách mạnh hơn. Tóc của mình. Wow, kiểu tóc đẹp thật đó nha. Đó là bởi vì một cọng tóc.
và cả vương miện nữa. Đừng lo, mình có ý này nè. Bây giờ cậu đã có vương miện rồi đó. Cảm ơn Holly nhiều nha. Mình sẽ đọc sao? Mình sẽ dùng tóc để đánh dấu nè. Mình cũng có thể làm giống vậy chứ bộ. Xong. Tóc mình cứ rơi vào mắt mãi thôi à. Thật là mất tập trung quá đi. Dùng dây buộc tóc của mình nè. Mình luôn cột tóc đuôi ngựa. Haley, cậu thật là sáng tạo đó. Đấy là Theo. Anh chàng này rất nổi tiếng ở trường. Này, mình bắt được rồi. Chào cậu, mình là Holly. Cảm ơn cậu đã đỡ lấy điện thoại mình nha. Không có gì. Xin lỗi, mình phải đi bây giờ. Ồ không. Chụp ảnh nào. Thật ghê quá đi. Đó là bởi vì tóc của mình. Thử lại nào. Cũng tệ quá đi thôi. Mình biết rồi nè. Holly, làm ơn đi. Được rồi. Cảm ơn cậu nha. Oh yeah, tuyệt quá. Hết giờ rồi các em, nộp bài thôi nào. Em nữa, Kelly. Để xem Kelly viết gì nào. Ồ, có một cọng tóc. Ghê quá. Vở của Holly nào. Yêu ơi. Đó là sự cố thôi ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nha. Nhưng mái tóc cậu đẹp quá à. Mình có thể chụp ảnh được không? Ồ, được chứ. Mình luôn muốn có vài kiểu ảnh như thế này. Cảm ơn nha. Quả là một anh chàng kỳ lạ. Ngày hôm sau, các em chào thầy giáo mới đi nào. Anh chàng ở quán cà phê kìa. Ai mà ngờ được chứ. Ồ, thật là ngại quá đi thôi. Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Mình đói chết đi được. Là tóc. Xin lỗi nha Kelly. Thật khó xử quá à. Mình sẽ lấy hộp thức ăn trưa ra. Mình có đủ mọi thứ để nuôi tóc ở đây rồi. Đến lúc mình đi sấy tóc rồi nè. Sẽ mất một lúc lâu đó. Nó vẫn không khô chút nào cả. Đủ rồi. Mình phải dùng đến máy cỡ lớn thôi. Máy hất lá đâu rồi ta? Cuối cùng thì tóc cũng khô rồi. Mình mới gội đầu xong. Giờ mình sẽ sấy tóc. Em quạt nhỏ này là đủ dùng rồi. Mái tóc dài này lúc nào cũng rối hết cả lên. Mình sẽ để cậu ngồi một mình mất thôi. Hả? Cậu xong từ khi nào vậy? Không, mình không thích tóc bím lắm. Kiểu tóc mới nữa à. Mình thậm chí còn chưa chải tóc xong nữa mà. Hả? Thật đó à. Mình nghĩ mình nên rời khỏi đây. Bạn thích video của chúng mình chứ? Hãy bình luận xuống dưới chiều dài tóc của bạn và nếu bạn gặp rắc rối với mái tóc của mình nha. Hãy bấm like cho video này, nhấn đăng ký kênh của chúng mình và nhấn vào chiếc chuông bên cạnh để không bị bỏ lỡ bất kỳ video vui nhộn nào từ Trum Trum nha.